Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ học cách dùng thể bị động ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. Trước hết, mời bạn cùng xem cấu trúc và cách dùng tổng quát của thể bị động ở hiện tại đơn. Chúng ta thành lập thể bị động ở thì hiện tại đơn như sau: Dùng hình thức hiện tại đơn của động từ to be cộng với quá khứ phân từ của động từ chính. Ở dạng khẳng định, tờ báo này được xuất bản hàng ngày. This newspaper is published daily. Những trái nho này được trồng ở Ý. These grapes are grown in Italy ở dạng phủ định rượu này không được sản xuất ở pháp this wine isn't made in france ô tô cá nhân không được sử dụng trên đảo chesco cars aren't used on the island of tresco ở dạng nghi vấn xe đạp của bạn có được bảo dưỡng thường xuyên không is your bicycle serviced regularly quần áo của bạn có được giặt bằng tay không are your clothes washed by hand câu trả lời ngắn có có ạ à? không không ạ à? có họ có ạ à? không Họ không ạ. À. Chúng ta dùng thể bị động khi chúng ta muốn tập trung vào hành động chứ không phải người thực hiện, hoặc khi chúng ta không biết ai thực hiện hành động. Chúng ta thường sử dụng thể bị động ở hiện tại đơn để mô tả một quy trình. Ví dụ, đầu tiên, các chai được rửa sạch, sau đó, chúng được phân loại theo màu sắc khác nhau. Tiếp theo, chúng, vân vân. Khi muốn nói ai thực hiện hành động, chúng ta sử dụng từ bởi Bài kiểm tra của tôi được chấm điểm bởi giáo viên. My exams are marked by the teachers. Trong sách học của bạn có mục Learn this rất hữu ích. Mời bạn đối chiếu với sách học và cùng theo dõi. Thứ nhất, thể bị động được hình thành dựa trên dạng thức đúng của động từ be và quá khứ phân từ. Thứ hai, chúng ta dùng thì hiện tại đơn cho câu bị động ở hiện tại và thì quá khứ đơn cho câu bị động ở quá khứ. Thứ ba, nếu chúng ta muốn nói ai là người thực hiện hành động, chúng ta dùng từ by phần dịch để hỗ trợ các bạn hiểu thêm bài ngữ pháp đến đây là kết thúc bạn hãy điền từ ngữ thích hợp vào các chỗ trống trong phần hướng dẫn trên sách học của mình và thực hành tất cả bài tập nhé chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn